Hello cô chú ơi, thì dạo gần đây là Chay có một cái bệnh đó là Chay cắn móng tay, đúng không con? Xong rồi tối đó là mẹ cho coi Chay coi một cái video clip á, là tại sao cắn móng tay là ấy, cắn móng tay là không tốt rồi này kia nọ. Có những cô chú nói là bỏ dầu vô hay là bỏ gì đỏ đỏ cho nó sợ, nhưng mà ăn Chay nó không có sợ đâu cô chú ơi, nó cười nó khoái, sao móng tay lại khoái à. Nên là Ngọc lên mạng Ngọc tìm được một cái loại này, người ta nói là cái loại này là sẽ không có cắn móng tay được nữa, nên là Chay cũng đồng ý với mẹ là Chay muốn mua cái này để sơn vô móng tay, đúng không con? Ok, rồi bây giờ mày sơn móng tay cho Chay nha. Đó, cái loại này là sẽ làm cho không có làm cho tụi nó không có muốn cắn móng tay nữa. Để nếu mà cái loại này mà nó thật sự mà nó work á là mẹ sẽ mua về cho ba ly với bên sành hả? Ủa không mua cho ba ly với bên sành à? Yes, I do À đúng rồi, con trick mẹ phải không, dụ mẹ phải không, mua về cho ba ly bên sành cho nó sơn với. Ba ly bên sành cũng chúa tể luôn đó. Rồi hả? out there. À, the feeling is scared là sao? Đó, để The rồi kids are đúng. scared. Bunny is scary because he Đúng rồi, là từ giờ về sau mẹ hy vọng Chi sẽ không có cắn móng tay nữa nha. scared of Ừ. bats. À, ba ly, ba ly. Ui. Sao đi đâu hả? No, Bunny. À, đi ra ngoài đó cho móng tay khô, coi rảnh không? Không sao con. Ồ, vậy á hả? Ok, bác sĩ. Chay đang ăn mac and cheese á cô chú nè. I love mac and cheese. Ồ, còn lớp mac and cheese á con. Trời, hay ghê. Ăn cho cô chú coi nha. Trời ơi, từng thổi rồi ngồi khép khép, ngồi khép khép háng chơi chút coi. Ngồi khép khép cái chân lại chút. Trời ơi, thổi ăn nè cô chú. I got some pants on. À, con có mặc quần đúng rồi. Để làm xa là đúng rồi đấy. À, để xa xa vậy hả? Cho con thẳng chân ra hả? Đúng rồi, ok. Tùy con là không muốn làm gì mà. Đúng rồi. Con nói cô chú ơi, chú ơi, con thích mac and cheese. Con thích mac and cheese. Trời ơi, trời giỏi chưa. Ồ, bữa nay là tự thổi ăn rồi nha cô chú. Chứ rồi đó là mẹ ưa làm ăn. Đúng rồi, để đây. Đó. No, I'm gonna scoop this and you're gonna ruin your. Mom, I'm gonna scoop this and I will ruin your Không có carrot. sao con, mẹ 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 sẽ cố gắng không có để cho nó đụng đâu đó đó mẹ. Con mẹ để gần quá là con múc cái này là đụng vô cái camera của mẹ đó, thấy chưa đó, mày muốn quay gần gần cho cô chú thấy chị ăn ngoan mà. Không không có thích cột tóc nha cô chú nha, đúng không con? Không có thích cột tóc đó con ha. Đừng có lo. À, khoe cho cô chú móng tay mới coi. Khoe cho cô chú móng tay mới. Lụm lên á. Khoe cô chú móng tay mới của Chay đâu. Đâu. Bỏ muỗng xuống. Hai tay. Đây nè. Không không không, con phải ăn hết con. Ăn hết xong rồi mày mới build Lego. Có trái bắp nè, nó con cắn chạc có chút xíu nó hết rồi. Chạc chút xíu là hết rồi con, ăn đi. Rồi, cạp đi con. Chay đang ăn chay đang ăn bắp rồi cô chú. Chay hello cô chú đi. Hello cô chú. Cầm đàng hoàng, cầm hai tay đàng hoàng, cầm gì kỳ vậy? Hả? Đúng rồi, ăn bắp mình phải cầm hai tay chứ con. Like a spoon? Không. Cặp vậy à? Ăn gì có hai hộp vậy, ăn nhiều vô. You want me to keep the cherry sandwich? Yeah, please. Ngon. Dạ. Đọc bây giờ rồi nha. Cô chú nhớ chày lắm á. Nhớ chú. Cô chú nhớ chay lắm á. Is this red water? Không phải, tại vì cái ly màu 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 đỏ nên là con nhìn nước nó màu đỏ, chứ cái nước của nó là màu màu trắng á con, màu clear á con. Nó nói mẹ mẹ nước này nước đỏ hả mẹ. Daddy, can you give Jay her gummy bear? Oh, she wants a gummy bear. Yes, she yes, wants yes, a yes, gummy yes, bear. Yes.
She wants a yummy, yummy, yummy looking gummy bear. Yeah, thấy chưa? Cạp thêm miếng bắp nữa đi, mẹ cho gummy bear. Hả? Uncle Bubbles. Kỳ ghê. Này rồi, xòe tay ra. Xòe tay ra. Gummy bear yêu thích của con nè. Một. Ồ, oh, giỏi, đúng rồi. I'm gonna finish it. Ok, you gonna finish what? Ờ, ok. Đưa hai tay. Đưa hai tay, con cảm ơn mẹ. Đó, rồi ăn này. Có cô chú cái hũ. Cái hũ này là chay ăn bữa giờ ngày nào nó cũng ăn này, nó thèm dữ. Cái này là mô thay. Không, một cục thôi. Không, ngày mai mới ăn tiếp. Nó đòi ăn lúc nào cũng xin được cục thứ hai á. Cái này multivitamin. Là giống như là vitamin tổng hợp á. Ngon con. Cái này ngon hơn cái của ở trong kia bác phải không? Không biết làm sao nữa mà thích ăn vậy không biết. Multivitamin. Đụng móng tay coi coi. Đụng móng tay bị tróc hết ngón rồi hả? Rồi, sao tróc hết vậy? Đầm đẹp ghê. Ừ, mặt đầm nay trời lạnh lạnh mặt đầm đẹp ghê á. Con nằm kìa. Nằm kìa được trời. Bông rất nhiều vậy. Ồ, hai ngón luôn á con. Nè, bây giờ mày hỏi con nè. Hôm qua tới giờ có cái cắn móng tay không? Hả? Đúng rồi, mày hôm qua tới giờ mày để ý chị mày không có thấy chị cắn móng tay nè. Đừng có lấy ra, chỉ ăn bỏ vô miệng ăn đàng hoàng. Chút nữa mày múc cho chén yến ăn nha, ăn yến nha. Không. Dạ. Ai đông qua yến hả? Ai đông qua yến hả? Nói tiếng Việt đi. Đông qua yến. Nói tiếng Việt được rồi mẹ không cho ăn. Mẹ con không qua yến mẹ. Đúng rồi. Tại sao nói tiếng Việt được mà không nói hả? Hả? Tao đập cho bây giờ. Trời đất ơi, đó thấy chưa, kêu nó nói tiếng Việt rồi đó, nó nói mẹ con không ăn yến mẹ đó, thấy chưa? Vậy mà nó không chịu, nó đạp, tôi đạp quá. Hả? She literally can speak Vietnamese, but she doesn't want to. Oh my gosh, why don't you speak Vietnamese? I don't speak like you, Daddy. That was your fault. Is it my fault? I tried not to talk to you for your first 2 years of your life, Jay. It was all Vietnamese. Ngọc hỏi đó, tại sao nó không nói rồi, hồi bữa Ngọc hỏi nó một lần rồi. Tại sao con nói tiếng Việt, nó nói tại vì con muốn nói tiếng giống của ba. Ủa chứ bà tại sao con không nói tiếng giống của mẹ? But she's not telling you the truth though, you know, because hả? She watches YouTube in America, that's why she. Yeah, tại vì con coi YouTube bằng tiếng Anh nè, nên là con nói tiếng Anh nè. Con đừng có xạo, con đổ thừa, con nói tại vì con nói xạo dễ sợ cô chú, nó nói tại vì hả? Nó nói tiếng Anh giống, nó nói tiếng Anh giống ba nó. Xạo dễ sợ xạo. À, cái này là Rapunzel mà bị cắt tóc rồi con ha. No, Rapunzel. Rapunzel sao con? Nó nói chỉnh âm thanh lên đó, thấy chưa? Thấy chưa? Nó sao sành điệu chưa? Người ta chỉnh âm thanh, ta bấm bấm như đây nè. Còn nó là nó chơi, nó lên nó xuống, lên nó xuống. Trời ơi, mẹ con không ăn yến mẹ. Thôi đi làm yến cho con chay ăn. Dạ không. Nói tiếng Việt lại cho mẹ nghe lần nữa coi. Mẹ ơi sao? Mẹ. Con sao? Con không. Con gì mẹ? Con không gì? JD was so weird. Con không ăn gì? Yến. 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 Con không ăn yến mẹ ơi. Yến. Nó nguyên câu không ấy là mẹ đi lấy à? Nó nguyên câu lại đàng hoàng, nó lớn lên. Mẹ, kim mẹ. Con sao? Con mẹ. Con không ăn yến mẹ ơi sao? Mẹ con không yến mẹ. Con không yến mẹ hả? Dạ, con ăn đá không? Dạ mẹ. Ăn đá không? Dạ. Rồi đứng lên. Ăn đá không? Rồi đứng lên. Quay người sao? Ăn đá nè. Pum. Rảnh không? Nó rảnh dễ sợ không cô chú? Ủa trời. Ủa sao tự nhiên kêu người ta đá sao mà tự nhiên giận? Trời. Ôi trời. Ông mó con là người nói con muốn ăn mà. Cốc. Ups. Con là người nói con muốn ăn đá mà. Ủa nó đâu rồi cô chú? Ủa con chay đâu ta? Ủa
ai thấy con chay đâu ta? Ủa thấy cái chân nè. Này phải chân chay ta. Chân này phải có con chay chay ta. Ủa. Trời ơi nó trốn trong này nè, trời ơi. Làm sao con? Ok, đưa ra đóng mở cửa lại hả? Ok. Về 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 mở. What are you guys doing? She want me to knock the door again. Oh my god, knock knock, who's there? Cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc. Ai gọi đó? Tôi là họ. Nếu là họ, cho xem tay. Vô nha. Ôi trời, gì nữa đây? Nữa nãy gì vậy? Cái gì đây? Ủa cái mền màu một lát này, màu đen này đâu thấy con chay đâu ta, con chay đâu ta? Chân này của ai vậy? Hử? Bụng này của ai? Sảnh dễ sợ luôn á chay, tự nhiên con lôi cái này đang chi vậy? Nữa hả? Vậy chứ, ủa có vậy thôi mà chơi nữa hả? Vui có vậy thôi mà vui dữ vậy hả? Can you open it? Vui gì vui dữ rồi tại. Vô. Ủa chay đâu ta? Có ai thấy chay đâu không? Cô chú ơi, cô chú có thấy con chay đâu không? Come on, let's play again. Nữa. Kỳ ghê á.